Vâng, lại là Thịnh Bến Tre đây anh em ơi. Trước mắt này mình là xe Innova Form 215 ABS túi khí, xe gia đình đang đi luôn. Đúng màu trắng xe rin luôn anh chị nha. Đúng màu rin trắng mà có sơn lợi. Và cái giá tiền cực kỳ rẻ luôn, hơn 200 ở đâu ra nữa anh chị. Mẫu này bên em còn tới 3-4 mẫu luôn anh chị. À, còn mà mẫu này 206, 207, 208, 209 giống vậy nè, 210, 209G nữa thì em rất là nhiều. Mẫu này thì bên em còn được khoảng 3 xe. Bữa thì về 6 xe mà khách cọc hết trơn rồi. Khách cọc qua online với khách cũng chưa đến xem. Xe này thì ngay chủ biển Trà Vinh, một chủ anh chị nha. Một hay hai chủ gì đó, nói chung là em rút hồ sơ rồi luôn rồi. Tên nhân viên em đứng rồi. Đó, 4 mâm 4 vỏ mới sơn si đẹp. Về đi thôi anh chị. Xe này nói chung thì rất là keng, màu trắng rất là sang. Nhìn thì nó không có tem, nhìn nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà anh em nào thích dán tem thì thích dán lên thôi, nhưng mà thật sự xe rin thì chả có tem đâu. Anh em nào muốn gắn thì gắn lên, em gắn cho, đặt bộ tem mấy trăm ngàn bạc à. Em dán miễn phí cho anh em mình luôn ha. Xe được trang bị có ba ga nóc, đuôi gió gạt mưa nè. Ở lộn, ba ga không có, có đuôi gió gạt mưa nè. Có màn hình Android, có cam gia nè. Đó, chất xe đẹp nè, full đồ chơi hết rồi. Đó, form dáng nhìn rất là hay, 8 chỗ ngồi, che nắng che mưa, đời cao, mẫu 215, sản xuất 2014, xe đăng ký 8 chỗ ngồi anh chị ha. Tha hồ anh chị mình đi luôn nha anh chị nha. Đó, anh chị mình có thấy không? Xe đã dán phin cách nhiệt rồi hết rồi nè. Nẹp che mưa, phin cách nhiệt cũng đầy đủ. Mâm lớp vỏ thì về cui, về đi thôi. Lòng về cui về, xe đã được phủ gầm rồi luôn rồi nè anh chị. Keo chỉ còn nguyên luôn nè. Phủ gầm rồi hết rồi anh chị ha. Gầm bể rất là keng. Đó. Dàn ghế thì cũng đã được may mới rồi. Đó anh em ha, 7 chỗ ngồi. Cao ráo rộng rãi. Hai dàn lạnh trần riêng theo xe. Chưa có bọc simili hay là chưa có bọc trần ha, còn đang bọc simili rin của nó luôn. Vô lăng đặc trưng của dòng Innova, vô lăng bốn chấu được trang bị hai túi khí, túi bên đó và túi bên kia. Màn hình Android, cam gia, củ số còn thể hiện rõ bon của số rin của xe luôn anh chị. Đó, xe đẹp lắm anh chị nha. Túp lô túp ly đã ok. Cái miếng này nó bị hơi bong bong là tí xíu cho nó gian làm lại xử lý lại anh chị ha. Đó, cái nào quay đẹp đẹp xấu xấu quay gõ cho em mình xem hết cho nó dễ. Tem bọng nhãn mát đầy đủ là sản xuất 2014, cuối 2014 là mẫu 2015 anh chị nha. Máy rất là im nha. ABS túi khí, anh em lưu ý cái dòng này nó có bản thiếu nữa nha. Dòng này nó có bản thiếu là không ABS và túi khí nha. Em này là bản chung. Em này là bản chung không phải là thiếu nha. Bản chung nó sẽ có ABS và nó có túi khí luôn. Đó, nội thất thì rất là keng rồi anh em nhìn nè. Về đi thôi anh chị ơi. Đó, bao dùng bao xài với anh chị mình luôn, sùng chỉ keo chỉ với nguyên bản anh chị nha. Đó. Giá này thì theo mình thấy thì nó quá hợp lý anh chị. Tại vì nó có 285 triệu thôi. Che nắng che mưa chở cả một gia đình mình đi, mà 8 chỗ ngồi mà mẫu mới nữa, ở đâu ra đúng không? Mà màn hình Android đầy đủ rồi, chìa khóa lóc cửa, chìa khóa riêng theo xe nữa nè anh chị. Đó, anh chị qua lựa chọn, lái thử, trải nghiệm thử với em nha. Có giao lưu, có trao đổi, có chơi nợ, có bán thiếu, đó, nợ 20-30-40 vẫn được. Đó, nợ từ từ có tiền tả, không có lấy 1.000 lãi với anh em mình luôn nha. Ở đâu cho nợ không, ở đâu cho nợ lấy lãi em không biết, nhưng riêng em Thịnh không bao giờ lấy 1.000 lãi anh em. Đã người ta không đủ tiền người ta mua chiếc xe mà người ta nợ lại lấy lãi tội chết. Mình là vậy á, nhiều khi nói đụng chạm nhưng mà mình là không bao giờ mình muốn lấy lãi 1.000 của khách nên chị nha. Đó, bán chiếc xe là được rồi, cần gì lãi ngàn nào chứ. Trăm người bán vạn người mua anh chị ha. Có nhiều người bán giá cao vẫn có khách mua, tại quan trọng về cái cách sống người ta như thế nào. Nhưng mà có nhiều người ta bán rẻ cũng không ai mua, tại quan trọng người ta lên người ta nói chuyện sao sao xạo hay sao đó, không gây cảm tình thì người ta sẽ không mua là chuyện bình thường. Nhưng đối với em Thịnh thì ở đó anh em mình cứ nhận xét. Em Thịnh bán xe anh em biết rồi đó, xe em Thịnh thì đâu phải ít đâu, thật sự luôn. Cả miền Tây cũng theo em thấy miền Tây là chưa ai bán xe nhiều như em đâu. Không, hai bán xe em là hơn 100 chiếc, anh em qua lựa ha, hồ lựa như vậy đó. Cái máy xe nè anh chị nhìn nè, sáng giới nè. Nếu em Thịnh làm ăn tào lao thì không có bán xe được nhiều vậy đâu anh chị ha. Đó, ABS nè, tem bọng nhãn mát nè anh chị. Bốn ống xả nè, tem còn luôn nè. Tem có học cái bộ boe, cái bộ bơm xăng điện tử còn luôn nè anh chị. Đó, cái máy nổ cực kỳ im nha. Tem của máy, ba tem là còn nguyên luôn nè. Cái máy sáng giới nè, lòng về cu về ở trong sạch sẽ luôn. Nói chung là xe này không phải là bản đủ, nó là bản chung thôi, nhưng cái giá quá rẻ. Thay vì anh em bỏ số tiền 360-370 bản đủ làm cái gì? Bản đủ nó đâu có khác gì này gì đâu. Bản đủ là cái mâm nó lớn hơn đúng không? Mâm nó là mâm 15, xe này là mâm 14 rồi. Để em có phải mâm 14 không? Đây 14 đúng rồi, đây là mâm 14 nè anh chị. Đó, ở những cái bản trung là xe là mâm 14, nhưng mà bản thiếu nữa là sẽ không có ABS, không có túi khí. Em này thì có ABS, có túi khí. À, còn bản E xịn thì nó sẽ là có thêm cái mâm 15 và nó có auto lock ha, auto lock và đồng hồ đó là sẽ là kim hồng, cái này là kim trắng, thì nó chỉ khác một hai thứ thôi. Nó nặng hơn 20 kg đó, như vậy. Tem bọng còn nguyên, máy móc cực êm, bao xài. Thì anh em nào mà không gành thì cứ qua lựa chọn lấy thử chạy thử, còn không gành nữa thì dẫn thợ heo, dây pin mới thay mới hết luôn nè anh chị.
cái máy là không một miếng hơi khói nha. Máy móc mấy con này em bảo hành anh em mình chạy vô tư nha. Có 285 triệu à. Giá này thì quá rẻ so với thị trường người ta bán rồi. Thì anh em cứ qua lựa, qua chạy thử lái thử đầy đủ. Có trao đổi xe rẻ tiền hơn, trao đổi xe mắc tiền hơn vẫn được. Anh em mình nợ là em vẫn được, thiếu em từ từ tả vẫn được. Đó, anh em cứ qua lựa thoải mái chạy thử vô tư. Rồi em cảm ơn và hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo. Anh chị nào chưa đăng ký bấm đăng ký kênh. Anh chị nào muốn xem nhiều hình hơn thì cứ vào Facebook bấm Thịnh Mắt bấm theo dõi. Đó, anh chị nào yêu quý thì đăng ký kênh chia sẻ ủng hộ cho em Thịnh nha. Em Thịnh rất là cảm ơn và trân quý những tình cảm khách hàng đã dành cho Thịnh thời gian vừa qua. Ngày hôm nay ngày chủ nhật chúng tôi được rất là nhiều anh em ủng hộ bán được 7 xe anh chị, rất là vui luôn. Đó, và 7 xe này xe nào cũng cho nợ hết trơn. Ok rồi, cảm ơn, hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo. Chúc anh chị em mình buổi chiều vui vẻ, nhiều sức khỏe nha.